Tại buổi họp, cơ quan khí tượng đưa ra dự báo, lượng mưa mà bão số 8 gây ra đạt khoảng 300mm, thậm chí có điểm lên đến 400mm, nên việc quan trọng nhất là cần đảm bảo an toàn hồ chứa ở khu vực Trung Trung Bộ. Điều đáng nói là do nhiều ngày qua khu vực này đã có mưa nên vùng nước đệm đã đầy. Có 53 trên 157 hồ chứa nước xuống cấp nên các địa phương cần tăng cường giám sát. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định mưa to sẽ gây nguy hiểm, đặc biệt ở vùng núi, việc đi lại khó khăn, nguy cơ cao bị sạt lở, lũ quét nên các bộ ngành và địa phương cần chủ động kiểm tra đê điều, hồ đập và công trình đang thi công để có biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản, rà soát phương án sơ tán dân ở các khu vực nguy hiểm. Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, tính đến thời điểm này, biên phòng các tỉnh phối hợp với các địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 38.611 tàu, thuyền, lồng bè với tổng số 186.252 người biết diễn biến bão số 8 để chủ động phòng tránh. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 11 tàu đang ở khu vực vùng biển Hoàng Sa vẫn chưa vào bờ.